chuẩn bị test luôn nha mấy bác, đã làm xong dụng cụ rồi đây. Hả? Trước khi test anh có chuyện gì muốn nói? Em không biết tổ này như nào, mong là đầy hai vịt. Rồi cố gắng nha. Chắc ván này anh không ở được với em rồi. Tại vì ở đây cái lá nó toàn đá không sao biết đốt. Chắc cầu chúng ta quay để dù vùng phun cái đại em đi góc quay để dù vùng phun. Đây em nó đang đốt lửa và test nha bác nha. Cái này thì không có chỗ mà đốt nữa, cái lá cây này nó thưa quá. Cái hôm qua thì còn nhiều lá cây dễ đốt này. Còn cái này thì cho em nó tự quay trên thôi. Đó, chắc em nó review trên thôi. Nhưng mà chuẩn là hàng 100% nhé thầy bác nhé. Hàng tự nhiên luôn. Nói chung là bao chuẩn luôn cho thầy bác. Nguyên chất nói chung là cho sức khỏe cả dân tộc Việt Nam mình. Đó. Cái gì thì em biết em chia sẻ cho mấy bác. Cái gì ngon, cái gì tốt là em cũng đều chia sẻ hết nha mấy bác nha. Mong mấy bác ghé thăm và ủng hộ Tamanet nha. Cái tổ này to hơn hôm qua. Nhưng mà cái mật thì không biết là sẽ được không. Hôm qua thì cân ký thì được hai gần 3 ký. Cân cả sáp nha mấy bác nha. Còn cái này thì không biết là được bao nhiêu. Đó, em nó đã lên rồi đó. Là đốt lửa thành công rồi. Em thì chắc tắt nữa em cũng đi từ xa xa thôi. Tại vì cái này mà em cũng không mặc cây bảo hộ hoặc là áo dài, áo gọi là dày. Nói chung là em nó lên rồi em đi bắt. Gùi cả ba lô luôn nhá để đựng nước. Và ráng đốt nha mấy bác nhá. Đây. Ráng đốt để được ở lại với em nó. Cái này là lửa này là không có hại tới con ong nhà mình nha mấy bác nhá. Gọi là để cái khói thôi. Đó. Như em nó lên kìa rồi mấy bác. Cái đó chỉ là khói thôi. Còn cái lửa thì nói chung là mình không châm vào nó. Mình để xa xa vào nó luôn. Để nó bay thôi. Đó. Bây giờ lửa này nó cháy om thế này. Cái gì đã nóng rồi. Tới tổ luôn hay đó mà chưa thấy mẹ nó bay, nó phải lấy khói hơ hơ nha. Không thấy bay luôn hay đó kỳ ta, không thấy bùng luôn đó. Giờ là bùng nha mấy bác nha. Đó, để cái khói thôi. Nói chung là có một số con sẽ bị trúng lửa. Hả? Sắc hộp đâu? Sao sắc hộp đâu? Lái bọn nào? Hả?
Có nhiều nước không em? Ồ, tổ này thì to mà ít nước rồi, tại vì cũng lấy sớm một tí, chờ tháng nữa là lấy đẹp luôn rồi bác. Đây, đang quét nha, quét mẹ. Ô, mày mày pen nước nọ. Chỗ này đó. Cái tổ này cũng mới làm đấy các. Nó làm nói chung là tầm tháng rồi lấy, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà thấy nó cũng khá to rồi nên cố lấy. Nhưng mà cũng không đạt mấy. Thôi rồi, lửa lên rồi, cũng phải lấy thêm một đăng. Gieo ghê quá. Đang cắt đấy nha các nha. Cắt lên nước thôi. Bày ghê lắm. Gió mạnh rồi chứ, hay bác. Vừa đã, nói chung là ong nhiều với lại gió mạnh rồi. Nói chung là em nó cũng cố gắng lắm. Giờ bay lượn ở dưới đầy rồi này. Thôi em... Đây, máy xếp đã lái xuống đây. Không phải cái que này quầy bắp quá tốt đâu được, được đâu, thế là chết. Ta ra. Nó bọc lẻ áo phẳng thử nó phải mình. Mày sếp cười nghe răng luôn mấy bác ạ. Ôi trời, làm chạy từ kia tới đây, đốt lửa rồi nó mới ngừng đuổi đây. Đi tiếp tổ mới nha mấy bác nha. Hello mấy bác nha. Itamanet vừa ăn cơm xong tại đó luôn. Hồi nãy cũng phát trực tiếp cho mấy bác rồi nhưng cái mạng nó không ổn định. Giờ là chỉ quay bình thường thôi. Nếu mạng ổn định ở đây thì em cũng phát trực tiếp cho mấy bác lấy tổ ong khoái nha. Và đầu tiên em sẽ review và chia sẻ cho tất cả các bác cô chú anh chị của mình được chiêm ngưỡng cái hương nu nha, nu cái hương nha. Đó, cái này về trồng lan hoặc là về tiệm làm con ốc và con ếch hoặc là làm củ tỏi, củ hành hoặc là lộc bình, vợ hoa thì rất là đẹp nha. Cái vần của nó rất là bao đẹp đấy. Đây, cái này là em tự đào hết thôi. Cái này là cây của người ta đào cũ nha. Còn em thì không có được đào. Đây. Nói chung là nó thường có thế này, nó thường có xung quanh nha. Tại vì em cũng một thời làm gỗ cho nên em cũng biết sơ sơ. Và em sẽ review cho tổ ong cho tất cả các bác được xem nha. Cái này rất là to. Đây, tổ ong khoai rất là to nha mấy bác nha. Anh em đang làm lạt đồ này kia để lấy nhá. Này. Đó. Bao nhiêu chất luôn nha mấy bác. Đó. Rất là tuyệt vời nhá. Rất là to này. Đó. Rất là ok nhá. Đó. Chuẩn hàng rừng 100% luôn nhá. Còn em đem về là em cắt cả sáp luôn. Đó. Còn bác nào không thích sáp thì em mới bóp nhá. Bóp lấy nước thôi để gửi cho mấy bác. Còn bác nào cần thì cả sáp thì em gửi nguyên cả sáp luôn. Là bán xô luôn. Còn bóp thì bán theo lít. Còn không bóp là em cứ bán đại vậy luôn. Còn bác nào quan tâm là cứ alo Itamanet nhá. Đó, rất là tuyệt vời nha mấy bác nha. Nói chung là từ sáng tới giờ là được một tổ nhỏ. Chắc được tầm lít. Một lít nước. Còn tổ này là siêu to nhá. Không biết là mật nó sẽ được bao nhiêu. Đó. Cây rất là thấp nha.
Ở thì tầm độ cao từ dưới lên á, từ dưới đất lên là tầm cao tay là 5m. Nói chung là cao tay là tầm 5m, 3, 4, 1, 2, 3, 4, đúng rồi, tầm 5m là tới. 5m cho là tới đột kia là 6m đi. 5m, 6m thôi. Rất là thấp luôn. Tại vì người em là 1m6, gần 1m7 rồi. Bây giờ em đứng đó thì em tầm đó, tầm 6m mấy bác ạ. Chuẩn hàng luôn nha. Giờ không ăn cơm cũng có cái lọc một tí. Là giờ anh em họ đang đi làm dụng cụ để lấy nha. Đó. Mọi người một công việc nha. Đi 4-5 anh em luôn. Rồi, hát nữa em sẽ đi tiếp cho các bác nha. Đây mấy bác đã chuẩn bị rồi nha. Đó, lấy cái bịch và đã đeo khẩu trang nhá, an toàn. Và cái để đốt khói để cho ông chạy thì đã OCK rồi nhá. Mời các bác theo em lên bắt tổ này nhá. Một phải đi. OCK. Nhưng mà sao mà anh chơi được? Không mất lung mà quay thắng còn à. À. Vậy còn nghe chứ. Anh chả mang cái gì hết mà có mà. Đây. Cho anh Itamanet quay cho mấy bác coi chỗ. Chỗ này cũng khá thấp nha. Tầm 6 mét thôi. Đó. Thì được. Chờ quay, chờ quay. Sức tăn mà. Mà thật dập bong đi thoại như nữa. Thoại đi, dập bong thỉnh hết. Thoại khỏi bỏ. Ừ. Đến nơi dập bọc bọc. Nên ăn nữa cho bạn dù đến đây. Không thì thôi em cứ lấy đi rồi lát nữa quay sau không thôi. Đó, tao cho lùm cọc em đi khơi ít. Ừ, tao con cọc rồi. Ừ. Ờ. Chiều này không được, không được. Không được. Mà thằng tao vô lùm cọc hết, tao quay hết. Ừ, may ra. Rồi. Ra hai địa điểm vô con mày. Rồi em phải kiếm địa điểm nha mấy bác nha. Chứ em mà ở dưới này thì có mà véo à. Rồi, em ấy đã đốt rồi nha. Hơi bị em thì hơi bị mạo hiểm nha. Nói chung kệ đi. À, mong mấy bác cho em một like và một đăng ký nha. Cái này là em không bảo hộ đâu này, không gì hết đây mấy bác. Cái mặt em đấy nha mấy bác. Hello chào mấy bác nha. Đây. Đó. Chờ em nó lấy. Review. Hả? Rồi ok rồi. Em cứ đo đi. Em sẽ đốt lửa đây mấy bác nha. Em nó lên. Mà cái lá này không cháy thôi. Bay rất nhiều nhá. Bay rất là nhiều nha mấy bác nha. Nãy là em cũng bị chích mấy phát rồi. Cái này là cái này nữa. Em phải đốt lửa nha. Đốt lửa thế này nó mới không xuống cho em nhé. Tổ ong bay rất nhiều nha mấy bác.
chứ hồi nãy là em bị một trận mấy con chích rồi. Nói chung là muốn để cho mấy bác xem cận cảnh lấy thôi nhá. Chứ không ai muốn thế này đâu. Nói chung là vì đam mê với lại vì sự thật nhá, gọi là chuẩn 100% cho mấy bác về xài. Thế càng tốt, em lấy hết luôn, em đảm bảo toàn nước luôn. Ai nóng quá mấy bác ơi, hòn đấy nóng quá trời, đi ở lửa thế này sao mà chịu nổi. Ai muốn nóng quá mấy bác ạ. Nóng quá. Đây. Em nó đang cố gắng lấy nhá. Và em ở đây để hơn nó nữa. Nó bu tới người em rồi nữa. Đủ, nó đã bu tới người rồi mấy bác ạ. Thôi em tắt nhá. Em vẫn cố gắng nhá. Em nó bảo là đừng có chạy. Em nó bảo anh ráng ở đi. Ở chỗ nào khói khói thôi. Nên em mới ráng ở. Chứ giờ nó cũng làm phát rồi. Nói chung là không kỹ càng nhá. Review không kỹ càng được. Tại vì cái này em mà mặc bảo hộ thì ok luôn. Có mũ thì đỡ chứ. Mũ thôi là ngon luôn. Các bác đừng có theo nhá. Cái này là cũng nguy hiểm. Em cũng đang run chân tay đây. Mẹ ong rất đầy luôn. Tại vì tổ nó to. Cho nên nó rất là đầy nhá. Chỉ cần là có khói là ok nha các bác nhá. Không cần lửa máy, chỉ cần có khói thôi. Hả? Ờ thì cái nào có nước thì em lấy hết luôn em. Tủ vừa nướng mình vừa có màu quéo thế này mấy bác ạ. Để có video chuẩn và chính xác và nói chung là hay thì em không biết. Nói chung là mong mấy bác ghé thăm và ủng hộ nha. Hay là gì thì tùy mấy bác xem thôi. Tại vì em không có quay trực tiếp ở đó. Chỉ em cũng ở tầm 15 mét thôi. Cũng không sao. Mấy người kia ở xa luôn. Tại vì giờ em ráng cố ráng ở lại với em nó. Rồi, giờ em nó đã lấy xong rồi. Chuẩn bị xuống. Mà có chỗ em thì sắp hết rồi. Lửa sắp ngay cháy rồi. Mặc bảo hộ hoặc là cái chùm mặt thì đỡ chứ. Cái này mặt mũi cũng không chùm luôn hay bác.
Wow. Em phải đốt lấy khói nha bác nha. Đây. Đó, em nó đâm xuống xuống rồi. Em nó cùng chích máy phát rồi. Nhưng mà không sao. Em nó thì có cái khói đó. Còn em thì chả có khói gì hết. Có gọi là giống như há mồm cho sung dồn dập đây. Em nó đã xuống rồi. Đó, thành quả nha mấy bác nha. Tổ này chắc cũng hơn 2 lít đấy. Rồi, đi thôi. Đây, đây. Vâng. Thì rất là thương lại. Đâu cũng được. Ừ, phải chọn thương lại. Cho thương lũ. Rồi, đi thôi. Đi nha mấy bác nha. Đây, thành quả nha. Thành quả em hồi hộp như vậy luôn. Em ở dưới mà hơn là người leo nữa. Trời ơi, khổ quá trường rồi mấy bác ơi, trời ơi. Quá là tuyệt vời rồi. À, tổ này thì cũng khá là nhiều mấy bác. Đó. Đó. Mai anh đang đón đây. Rồi. Chào con khẩn khởi cái ao rời. Trời ơi, chú kia mấy bác. Cứ báo con khẩn. Hello mấy bác nha, vào đây chuẩn bị test tổ thứ ba nha mấy bác nha. Này, làm thì có ít thôi, tại vì kiếm không ra luôn và đã làm xong dụng cụ lấy nhá. Đó, mỗi cây là làm một cái dụng cụ nha, mỗi tổ làm một cái dụng cụ và cái tổ đây mấy bác. Cái này cành nhỏ là em nó không review khung cảnh được đâu, thì bây giờ em review từ dưới lên thế này thôi. Đó là tổ ong nha mấy bác nha. Đó, tổ ong khoai nha. Đó, chuẩn bị test cái này nha. Là từ sáng giờ gặp 4 tổ mà lấy được 2 tổ rồi. Đó, tổ thứ hai là không lấy được này, này là tổ thứ tư này. Cái tổ này là tổ thứ tư nha mấy bác nha. Tổ này thì nhỏ này, không biết là được mật không. Đây mấy bác, phải làm dụng cụ rồi đây. Đó. Cái này chắc em không ở review, tại vì không có lá cây nữa, không ít lá cây. Review em ấy leo thôi, em nó leo thôi. Đó. Cái tổ này thì nó cao thì phải mang ba lô nhá mấy bác nhá. Để đựng nhá. Đây nha, bác nha. Vậy nha mấy bác nha, để em ấy lấy xuống lót nữa em review tiếp nha. Đây mấy bác, đã lấy xuống nha. Mình tập tập đây. Đây, review rồi. Và cái này là tổ thứ tư nha, nhưng mà lấy xuống thì được 3 tổ thôi. Và đây là mấy con mẹ nha mấy bác nha. Gọi là con mẹ. Đó. Cái này, tổ này thì được có ít nước rồi. Năm xị có biết được không ta? Đúng nhỏ. Hả? Lỡ thì thấy. Là nó còn đóng thế này mấy bác, là mẹ nó chưa được uống này. Đó, còn đóng thế này chưa được uống này. Còn mấy cái mỡ này là mẹ nó uống hết rồi. Đó, cái này là mẹ nó uống hết rồi. Phần này là phần cho bố nó. Không biết bố nó là ai nữa.
Và đây là con nó nha mấy bác nha. Đấy. Tắt tắt cho này. Bớt cho này nữa. Ừ. Đây. Cái này là nhồng. Nhồng nha mấy bác nha. Ừ. Giờ em sẽ ăn nhồng nha. Nói chung là đồ rừng ăn cái gì cũng đặc sản hơn gọi là đồ ở phố nha. Đây là diễn biến khác nha mấy bác nha. Là hồi nãy vừa ăn xong á, tiện thể là anh em đi một tí thôi là gặp đây. À, cái này chắc là nhìn cành mới em nhỉ, chắc là rớt, mới rớt hay sao á. Đây, có tổ ong luôn nha mấy bác. Cái kia đó xuống đó. À, review cho mấy bác. Cho mấy bác coi này. Khoản này mới. Cái này là tổ này nó thấp là không đi gần được nha mấy bác nha. Em tua. Cho review nó cành kia rớt xuống đó. Chắc cành cành không phải cành em. Cái này cây cây luôn nó đổ ạ. Ừ, cây đổ luôn không phải cành. Ờ đúng không? Cái cành bên kia nó gãy. Ờ đúng rồi, cành 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 kia gãy mà không biết là mật còn không. Cầm xe đấy nó gãy. Không phải cầm xe. Mấy bên là cần tắt ọc rồi đấy. Ôi. Tắt quá. Này. Tắt rồi. Để nhà mày bác nha. Ừ. Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Cái tổ này chắc là bể hết nước hay là còn chưa biết nữa. Tại vì cành cây đó mà nó gãy rớt mấy bác. Không biết là còn mật hay không nữa. Yên xui. Rồi. À, phụ anh em làm củi đưa lấy tiếp để dọa nó chạy. Lấy tiếp. Hello mấy bác nha. Giờ chuẩn bị test tổ số 5 nữa. Bây giờ là 4 giờ rồi thí sinh, 4 giờ rồi. 4 giờ hay 4 giờ rồi đó. 4 giờ mấy bác. Là cái tổ này là ở trên cây này. Cây này. Đây, đoạn kia. Để em sang bên kia review mới thấy. Nói chung là hôm nay là chỉ bỏ một tổ là lấy 6 tổ, bỏ một tổ. Là còn tổ này. Em nó đang test lên nhé. Kìa nha mấy bác nha. Đó. Trong vòng tháng này mà không lấy là mật hết nước nha mấy bác nha. Cho nên là phải tranh thủ lấy cái tháng này. Cái tháng ở dưới thì tháng 1, ở trên tháng 12 nhé. Là không là sang tháng 1, tháng 2 là từ tháng 2 tới tháng 3 lại có tiếp, còn tới tháng 1 ở trên là sẽ hết nhá. Sẽ hết nước, bây giờ nó đang nuôi con và hút hết mật nhá. Cho nên là tranh thủ tháng này thì lấy ok luôn. Quá là ok luôn. Rồi lần nữa em nó lên cái kia review cho mấy bác nhá. Cái tổ này không đạt như mong muốn mấy bác, không có nước luôn, là nó bay đi hết rồi. Cái tổ này đâu không còn giọt nước nào và con thì cũng to lên hết rồi. À, bay hết rồi. Trời, tổ này lố. Vừa mất công vừa mất sức, với lại bị mấy con chích nữa mấy bác. Thôi, tối rồi, chúng ta về thôi. Hello mấy bác nha. Giờ em đã về tới nhà và có ít hàng thôi nha mấy bác nha. Đó, mong mấy bác ghé thăm ủng hộ thăm hết nha. Và đơn đầu tiên là đơn số 1 là 300k cho một cây đầy treo. Một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá luôn. Dạng cây này dạng mitsu nha mấy bác nha. Đây. Bản lá tròn, ngắn. Đó, rất là lực nha. Cái này là bao lực luôn, lá dày. Đó, bao lực luôn. Cái này quá là vip luôn mấy bác. Nụ thì bị lỗi nha. Bị lỗi lấy về là bị trà với bao lỗi. 300k cho đơn số 1. Và đơn số 2. Đơn số 2 thì 200k cho một cây chỉ có 3 lá thôi, nhưng bản lá rất là dày và to. Đây, 3 ngón tay của em. Và dày. Đó, bóng này. Đó, bóng luôn nha. 200k đây, vòi hoa đây mấy bác, cho đơn số 2. Và cái to này là bác nào quan tâm cứ alo trực tiếp Itamanet nha. Bản lá thì tầm 7 sen đến 7 sen rưỡi nha. Đó, cây này lên chỉ thiên rất là đẹp luôn, bao vòi hoa. Đó, rất là ok luôn. Và đơn số 3 là một cây này, là hai cây này, ba cây này. Cái đời thì 1 2 3 4 luôn cái đời nha, em không tính nha. Cái này là hai cây, một cây nhỏ không tính luôn. 1 2 này, 3 này,
cái này nữa này, 3 cây này, 4 cây này, đó, 5 cây này, 5 cây và nhạn nữa 1 cây, đó, 200k cho đơn số 3 nha mấy bác nha. Rồi, ai quan tâm mật ong rừng thì cứ alo trực tiếp Itamanet nhá. Nói chung là mấy bác lấy theo lít hay là theo tổ hay là theo gì gì á, mấy bác cứ alo trực tiếp cho em nhá. Và Itamanet xin chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị của mình nhá.